Bạn không phải người rành về công nghệ, bạn thấy khó khăn và mất thời gian khi sử dụng máy tính. Đừng lo, 9 thủ thuật nhỏ nhưng có võ của phím Windows dưới đây sẽ giúp bạn xử lý được những khó khăn đó. Hãy theo dõi mình nhé! Thủ thuật 1. Nếu máy tính của bạn có chứa thông tin cần bảo mật, chỉ cần giữ phím Windows và nhấn phím L, màn hình máy tính sẽ lập tức bị khóa, không lo dữ liệu bị người khác xem trộm nữa. Tiếp theo, thủ thuật 2. Khi muốn tìm tài liệu nào đó trong máy tính, thường thì mọi người sẽ vào mục My Computer, sau đó kích chuột vào mục cần chọn. Nhưng các cao thủ máy tính thì chỉ cần một thao tác giữ phím Windows và nhấn phím E, cửa sổ quản lý dữ liệu sẽ lập tức mở ra. Tiếp theo, với thủ thuật 3. Đang chơi game hoặc xem mấy thứ nhạy cảm thì sếp xuất hiện, không kịp kích chuột vào biểu tượng trở về màn hình chính. Vậy làm thế nào bây giờ? Đừng lo, hãy giữ phím Windows và nhấn phím D, màn hình chính lập tức xuất hiện. Tiếp theo, với thủ thuật 4, lại một mánh khóe nhỏ nữa nhé. Giữ phím Windows và nhấn phím Tab sẽ giúp hoán đổi giữa các cửa sổ chương trình. Thủ thuật 5, để hiển thị chức năng ghi hình của Windows, hãy nhấn phím Windows cộng R, nhập psr.exe, rồi chọn OK, có thể bắt đầu ghi hình được rồi. Tiếp theo với thủ thuật 6. Các bạn muốn biết làm thế nào cùng một lúc điều chỉnh độ sáng màn hình, âm lượng, mở mạng wifi lại có thể xem được dung lượng pin laptop không? Hay là kết nối laptop với TV thì cần thiết bị gì? Và muốn biết những chức năng này, bạn chỉ cần nhấn phím Windows cộng X, yêu cầu của bạn sẽ có thể được đáp ứng ngay. Tiếp tục là thủ thuật 7. Nhấn phím Windows cộng R, nhập OSK, xuất hiện bàn phím ảo với tính năng tương tự như bàn phím thật. Vậy với thủ thuật 8, hình ảnh hoặc chữ hơi nhỏ, nhìn không được rõ thì làm thế nào? Hãy thử giữ phím Windows và nhấn phím cộng hoặc trừ xem sao. Và một thủ thuật cuối cùng, khi đang mở nhiều chương trình một lúc và muốn hoán chuyển giữa các cửa sổ chương trình, hãy dùng phím Ctrl cộng Tab, hoặc muốn lập tức đóng cửa sổ đang mở thì nhấn Ctrl cộng W. Đó, như vậy, chỉ cần một vài thủ thuật nhỏ trên thôi nữa giúp chúng ta thấy sử dụng máy tính dễ dàng hơn phải không nào? Bạn còn muốn biết thêm những thủ thuật nào của phím Windows thì hãy nhanh tay comment ở bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận nhé! Và đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!